về đây mà cách đây là 3 năm rồi, chắc bạn cũng quên Tino rồi ha. Thế bây giờ Tino hơi cỡ kiến ra chứ không có nắng lắm. Hello mọi người. Tino hát ca khúc đầu tiên là Ngưng Làm Bạn đi ha. Rồi hát chung với Tino được không ạ? Được không ạ? Rồi Tino xin nhạc ạ. You la 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 la, cho anh xin một lần nói hết những điều tim còn e ngại. Cho anh theo em nhé, theo em đến tận cùng của hạnh phúc. Yêu em nhé, my baby girl. I love you la 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 la. Anh sẽ mãi là người chở che cho em không thể cách rời. Tay anh đây hãy nắm lấy thôi, sẽ chẳng cần phải lo lắng. I don't wanna be your friend. Dần mình khi nhớ ra hai chúng ta không là bạn nữa. Có một người tối qua nói nhiều điều khiến anh cả đêm không ngủ. Chẳng phải riêng em, tất cả đêm thao thức anh cũng cứ nằm nhé em, cười một mình ngất ngơ. Baby I love you, I just wanna be your man. Hãy cùng Tino nè. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ. Và hiện tại thì trong túi Tino nãy ăn một hộp kẹo rồi, còn rất là nhiều kẹo. Thì không biết ai muốn ăn kẹo cùng Tino không ạ? Rồi nhiều quá ha, ăn kẹo súng răng á. Em tên gì ạ? Em tên Trang. Em tên Trang lớp mấy? Lớp 11A9. Lớp 11A9 hả? Ok, cho em này dễ thương quá ha. Trước khi tới với câu khúc thứ hai, chắc phải đứng trên đây. Thì Tino xin các bạn giờ này nghe nhạc gì ta? Thích nhạc đặc biệt mà nào không? Anh ơi ở lại hả? Thì bài đó không có nhạc rồi, Tino hát cho em một đoạn thôi được không? Rồi, được không ạ? Thôi bây Tino hát một đoạn, các bạn hát cùng điệp khúc với Tino nha. Cái đoạn đầu hát sau chỉ Tino vậy. Lại là chia tay đúng không? Sau bao lần không hiểu nhau. Gì nữa? Tại vì thương anh, bao nhiêu lần yêu vỡ nát nữa rồi. Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô
đã làm trái tim em có cầu vồng, mà cầu vồng chỉ có khi mưa vừa tan, anh cũng rời đi khi anh vì sợ cô đơn nên em mặc kệ đúng sai, mặc kệ anh có đưa đôi bàn tay ấm áp cho ai, chỉ cầu xin anh đừng làm mắt em vương vấn thêm buồn. Thì vẫn cô đơn thế. Anh ơi anh ở lại với em đi anh ở lại, đừng làm thất thế em bầu trời một mình chơi vơi. Trời hát lớn quá vậy, đâu rồi? Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã xác sơ, bông hoa lụi tàn thật nhiều đớn đau, mà người lo lắng đâu rồi. Thôi bây giờ Tino sẽ hát một bài nó vui hơn tí xíu nha. Cho Tino xin beat nhạc bài Yêu Rồi Đi ạ. Hát cùng Tino được không ạ? Cánh tay đâu hết trơn rồi, Tino muốn thấy nè. Giơ tay đi Tino, Tino cho kẹo nè. Em có kẹo không? Muốn kẹo không? Muốn kìa. Đứng lên chờ nha. Khi yêu ai rồi chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào, chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người mình thương. Khi yêu ai rồi chẳng cần biết mai này có vui hay là không, chỉ cần bàn tay bên bàn tay, bờ vai bên bờ vai không thôi. Tình yêu là gì nè? Tình yêu là những Kim Ngọc nè. Nóng của anh mượn xíu nha. Anh mượn đi vào anh trả liền nha. Của ai? Thôi cái này mát hơn. Nhớ đòi anh nha. Khi yêu ai rồi chẳng cần biết bên ngoài nắng to hay là mưa rào, chỉ cần biết phải chạy rất nhanh để được tới nơi có người. Chẳng cần biết mai này có vui hay là không, nhiều dân quá. Chỉ cần bàn tay tên gì ạ? Bảo Ngân hả? Anh chặt Bảo Ngân nè. Tí nữa nè. Tình yêu là những đứa trẻ giống trai, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi, và cùng chơi với nhau chẳng hề lo ngày mai dẫu thế nào. Và ta là những đứa trẻ giống trai, rồi tự tìm thấy nhau nên cần nhau thôi. Từ nay ta có nhau chẳng hề lo âu. Tình yêu là những đứa trẻ giống trai, chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi, và cùng chơi với nhau chẳng hề lo âu ngày mai dẫu thế nào. Và ta là những đứa trẻ giống trai, rồi tự tìm thấy nhau nên cần nhau thôi. Từ nay ta có nhau chẳng hề lo âu, chẳng xa cách đâu. Từ nay ta có nhau chẳng hề lo âu, chẳng xa cách đâu. Rồi anh trả cái quà cho em nè. Cho em kẹo hỏi chỗ xem. Hết rồi, xin lỗi nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và thật sự hôm nay Tino về trường Tam Phú, Tino vẫn như lần đầu rất là hồi hộp, nhưng mà điều hôm nay là vui hơn. Và đặc biệt hơn nữa là các bạn gái chuyện này xinh quá à. Hy vọng là lần tới sẽ được về đây để gặp các bạn nữa.